Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nguồn Review. Thì lâu lắm rồi chúng ta mới được review và trải nghiệm một sản phẩm Việt. Thì lần này thì thực ra thì cũng không có phải là quá xa lạ, mà cái sản phẩm này nói thật với các bạn rằng là các bạn cũng đã được mình review rồi, nhưng mà đây là sản phẩm phiên bản mới. Thế cho nên là review thì cũng review lại. Và cái lý do sinh ra bản mới này thực ra thì cũng chung với bản cũ, đấy là dùng nốt cái chỗ chai cho đỡ phí. Và xin thưa với các bạn rằng là sản phẩm mà mình nói ở đây là Fountain của Hebros, và đây là Fountain version 2, phiên bản thứ 2. Phiên bản thứ nhất mình để đâu ta? Đây, mình dán khác, đỉnh chóp hẳn. Bảo rồi, lúc bắt đầu bảo mình là dán nó sẽ bị kiểu này, mình bảo mang qua mình dán cho thì lại không đưa cơ. Có vẻ như là phiên bản phiên bản hai phiên bản này hai nơi sản xuất khác nhau. Đầu tiên phiên bản mình làm này là sản xuất tại Fukari, cái này sản xuất tại 3C Pharma, là một công ty gia công mỹ phẩm có uy tín tại Việt Nam. Nhưng mà nói thẳng với các bạn luôn là công ty này gia công sắp vừa top siêu tệ luôn. Mình thề luôn là dù có bất cứ ai ở trong cái công ty này gọi điện cho mình bảo là tại sao em lại nói rằng là bọn anh làm sao có tóc tệ vậy nhỉ, em cứ hiểu rằng là uy tín của bọn anh nó sẽ bị ảnh hưởng hay không. Nhưng sự thật là tệ siêu tệ luôn. Nếu mà bất cứ anh chủ tịch, anh tổng giám đốc hay là chú luôn, ok, nguyên liệu mỹ phẩm của 3C bán rất là ok này, công thức của những cái sản phẩm kiểu mềm khác rất là ok, nhưng mà sao có tóc thì không ok một tí nào luôn, thề luôn. Nếu mà các bạn nào có quan điểm là cứ đặt người ta gia công thì bỏ ngay quan điểm đấy đi, ít nhất là trong cái ngành sao tóc này, ít nhất là trong sản xuất cái sản phẩm sao tóc này. Thực sự luôn, không phải là cứ bảo một câu là làm được luôn đâu. Tôi không chặt cái tay này nữa, nhìn chung vừa mắt quá. Đây, chúng ta sẽ có hai khác nhau, mình đang nhìn thấy rõ cái khác nhau nhé. Con này lắc lên mãi với cái bọt như này, nhưng con này chỉ cần sóc nhẹ thôi, cái bọt nó khác rồi các bạn. Đó. Đây, cái bọt này tồn tại rất là lâu đúng không? Đây, đúng, bọt sẽ nổi lên như này. Thành phần xem khác nhau gì không nào. Thành phần của con bản 1 mình xin đọc lần lượt nhé. Đây, thành phần của bản 1 là nước này, muối biển chết này, nước lô hội này, PVP, vitamin B5, polysorbate 80, polysorbate 20, dầu hương liệu và chất bảo quản tự nhiên. Ở bên kia con bản 2 là nước này, disodium, EDTA, PVP, polyvinyl alcohol, Ecusetum, Avens, Extract, đấy là chiết xuất cỏ đuôi ngựa, nước lô hội, PEG-12, Dimethicone, Polyquantinium 7, PEG-40, Hydrogenate Castor Oil, màu CI-42090, Polysorbate 80, Menta, Piperita, dầu bạc hà, chất bảo quản phenoxylin ethanol, capillin, glycol. Ok, nhìn bảng thành phần thì rõ ràng là cái bên này uy tín hơn rồi, nhìn trông tín hơn hẳn, chuyên nghiệp hơn hẳn. Nhưng dù gì nói thì thực ra là cái phiên bản mới này cũng khác mà, để xem nào. Bóc ra xem như nào đã. Đồ, quên đọc, không thấy là hương liệu nhỉ. Có hương liệu. Trong này có dâu bạc hà nên là dự đoán là sẽ hơi man mát. Đúng, mùi dầu bạc hà hơi hắc. Bất cứ một cái gì có mùi dầu bạc hà mà thực sự các bạn là rất là hắc. Và con này không phải lắc nhá, mình vừa lắc nên mình làm trò thôi, nhưng con này không phải lắc. Ừ,
mùi giống rất là thơm ấy, giống kiểu cái nếu các bạn nào mà kiểu cũng chững chững tuổi rồi ấy, các bạn còn nhớ là hồi trước là Double Me không chỉ có một cái màu xanh ngọn chuối không mà có cả một cái màu vàng đấy. Thì đấy là cái mùi của cái màu vàng này, thề luôn cái mùi của chai Fortune này là cái màu vàng này. Bạn hay là anh nào mà chững chững tuổi rồi là sẽ nhận ra ngay, nó kiểu có cái hương bạc hà xong rồi ngọt ngọt ấy kiểu như vậy. Thực ra thì không hẳn là chính xác cái mùi đấy đâu, nhưng mà nó làm mình liên tưởng tới cái đấy. Nó không phải chính xác cái mùi đấy nhá, nhưng mà nó làm liên tưởng tới. Thơm rất là thơm. Cái này thì Hebros gửi, nhưng mà thực sự là bây giờ chứ mình chưa khảo giá để bao tiền nữa, nhưng mà mình nghĩ là nó rẻ thôi. Và bây giờ thì ngắt clip một chút, mình sẽ đi sấy xong mình quay trở lại ngay và mình sẽ báo các bạn cái hiệu năng sản phẩm như thế nào nhé. Và các bạn ơi, đây là sản phẩm của Fulton version 2. Mình nói thật với các bạn luôn là đây là một con khác hoàn toàn luôn, lấy đúng cái cùng cái tên thôi. Còn chả có một cái gì gọi là trải nghiệm giống mà. Thực ra là cũng có cái hơi thơ mùi hăng hăng của bạc hà, trải nghiệm khá là giống. Tuy nhiên nha, mình các bạn nhìn cái thành quả đây, nhìn cái hiệu năng đây. Mình khẳng định với các bạn một điều luôn. Khẳng định luôn. Fulton phiên bản 2 tốt hơn phiên bản thứ nhất rất nhiều lần. Và đây mình thề với các bạn luôn là đây là sản phẩm Việt Nam duy nhất đối trọng được với Bonafide Texture Spray. Mình thề luôn, không nói điều luôn. Nếu mà nói là bia hơi hay là cà phân thì chúng ta có những cái sản phẩm kiểu nhám khô là clay spray thì không thể nào so sánh với texture Bonafide texture spray được, nhưng con này là sản phẩm hướng ẩm và nó dính, nên để mà nói nó rằng là sẽ gọi là nằm ở đâu thì đấy là một sản phẩm Việt và mình tin rằng mức giá sẽ rất là rẻ và nó ẩm dính, thậm chí là hơi dít. Nó không zip bằng Bonafide luôn, nhưng mà cái vấn đề chính rằng là cái này nó vừa đủ. Và cái quan trọng nhất là từ nãy giờ các bạn tin chắc chắn là các bạn đang tìm kiếm đấy là cái bảo vệ nhiệt của nó như thế nào. Thì thực sự mà nói là cái bảo vệ nhiệt của nó ở mức ổn luôn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là thực sự mà nói là cái chất lượng của cái con sản phẩm này nó gần chạm đến ngưỡng của hàng ngoại rồi, thực sự luôn. Không phải là búp cho Hebros bởi vì là từng làm Hebros đâu, thực sự luôn. Cái gì nói được nó đúng thì mình sẽ nói. Cái gì chê là chê, nhưng con này Fulton Ver 2 này, con này còn đậm hơn nhá. Đây là con Ver 1 đây. Ver 1 là con nhạt này, con xanh đậm này là con Ver 2. Thực sự luôn. Thực sự nó rất tốt. Cực kỳ tốt luôn. Và mình không nói quá nhiều về thiết kế bởi vì đây là một chai nhựa PET bình thường và dán siêu thệ. Mình tin được là Hebros sẽ không chỉnh chu lắm cho vấn đề dán, thực sự luôn ạ. Và cái vấn đề dán này nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa, kỹ năng người dán, nó cả cái vấn đề chai, cái chai nhựa PET này không phải là cái chỗ phần nào nó cũng dày đều như nhau, và nó những cái phần này mình cũng có thể là do là cái phần nhựa nó mỏng nên là bị phồng như thế này đấy. Còn nếu các bạn nào quan tâm hiệu năng theo cái kiểu rằng là một sản phẩm bỏ túi và nó chắc chắn nó sẽ dùng được, mình tư vấn các bạn học sinh sinh viên chúng ta mua Fulton của Hebros, siêu phẩm đấy, thực sự là nói hai từ siêu phẩm cũng hơi thấy tức. Thực ra bây giờ nói thẳng ra là cũng hơi cay cú vụ Hebros, nhưng mà cái này thì việc gì đi việc đấy, nói thật cái trách nhiệm của mình là gì, kể cả mình gạt hết tất cả mọi cái cá nhân để đem từ những cái sản phẩm cho các bạn, những cái review cho các bạn, để cho các bạn có một cái môi trường lành mạnh ở đây, tức là môi trường mua bán, môi trường tìm hiểu sản phẩm nó lành mạnh, thì các bạn sẽ mua những sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt là gì? Những con này rẻ và tốt, thực sự luôn đấy. Tóc mình còn không mấy khi gặp texture nhé, thực sự luôn đấy. Đây là một sản phẩm mình nói thẳng ra đáng mua, và các bạn hãy cùng tìm hiểu với mình và cả như nào đấy. Thì nói chung rằng là các bạn có thể inbox page Hebros, trang Hebros thì mình có để ở dưới cái phần mô tả
và cả trang web nữa. Các bạn có thể tìm hiểu về sản phẩm Fulton phiên bản 2 này. Nguồn gốc rõ ràng từ 3C Pharma, Herboros đặt làm sản phẩm, làm tất cả mọi thứ khác, 3C làm ruột đổ vào, một sự kết hợp như vậy. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thành phần, bởi vì 3C thì được tính coi như là lab made thực sự luôn ấy, là đều là các dược sĩ, là những cái người mà có chuyên môn nghiệp vụ. Tất nhiên là so về mặt kinh nghiệm thì thực ra là trong ngành sản xuất tóc này thì dung lượng thị trường cũng nhỏ nên là cũng không trách được họ kém, cũng hiển nhiên, chứ không phải ai cũng phải là cứ hơi đâu là học về dược thì cũng sẽ biết làm, thực sự không phải như thế đâu các bạn. Thì cái sản phẩm này, nói lại một lần nữa, nó là siêu phẩm, nó là siêu phẩm, chỉ tính cái ruột thôi, còn cái vỏ thì thực ra là có nhưng không có, mà chỉ là gọi định danh thôi. Thì đó là những gì ngày hôm nay, đó là những gì của Herboros Fulton phiên bản 2, cực kỳ chất lượng, cực kỳ bõ. Và nếu mà sau clip này mình sẽ đi tìm hiểu xem là bao tiền. Thực sự là mình đang nghĩ, mình đang nhớ là phiên bản 1 thì như là đâu đấy 120.000, và phiên bản 2 mà cũng 120.000 nốt, ui sổ, quên đời đi, quên sầu các bạn, quên hết cả mọi thứ đi. Này nhá, nếu mà con này mà thực sự luôn là, mà nếu mà nó chỉ cần dưới 200.000 nhá, ví dụ mình xét giá cho nó nhá, là đắt nhất là 180.000. 180.000 bây giờ mình sốt giá luôn, lấy điện thoại sốt giá luôn. Rồi ta. Herboros Fulton. Herboros Fulton. Ấn vào trang chủ Herboros. Chúng ta 120.000. Nhưng mà thực sự là đây là kiểu làm nội dung của Herboros chán thế. Đây các bạn này, Herboros Fulton 120.000. Thực sự luôn, 120.000 mà các bạn, chúng ta có một cái sản phẩm, nó không bốc phét nhưng là nó phải gần tương đương với Bonafide luôn, thực sự luôn. Nó giống kiểu là Bonafide là 10 điểm thì con này tối thiểu nó cũng được 7 điểm, nói thật sự luôn. Mà cái giá con này nó chỉ bằng đâu đấy 1/3, 1/4 Bonafide thôi, và dung tích thì bằng khoảng chưa đầy một nửa. Tuy nhiên thì nếu mà tính gấp đôi lên là 220, tức là cái giá này nó rơi tầm khoảng một nửa, 2/3 của Bonafide gì đấy, mình giờ mình không rõ giá Bonafide nữa, nhưng mà kiểu như vậy thì cũng rất là ổn đấy ạ, cũng rất là ổn, thực sự rất là ổn luôn. Thì đó là hôm nay, đó là Fulton Herboros. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau review những sản phẩm mới khác, mình cũng không biết là sản phẩm ngày mai là cái gì nữa. Thế nên là như mọi khi, hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ hoặc muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube và review này, cũng như chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhớ phòng ngừa Covid và để tóc, để đừng để tóc xấu như người review.